Ngon nhỉ chị.
bên này còn không mày? Nó lấy rồi chứ con rồi, mốt cái thứ kia. Nó đang nó sâu kìa. Thank you.
เลี้ยงกันจะชื่อเขาแปดสับปุ่นกับด้วนละ con mời mẹ con em mời chị ăn cơm cái đây ăn cơm hôm nay cùng con ăn cơm là ngon lắm rồi đó con người ta ủng mẹ các anh đi, để chị hát, anh cầm nồi, xe xe cầm cho mẹ.